Bố đánh con nhá. Nhá. Không đánh nhá. Rồi thì bố ngồi đây nhá. Rồi bố ngồi. Để bố đánh rồi. Để bố đánh nó. Sao sao không đánh nó? Để bố đau đầm nó. Đầm nó. Rồi thì thôi bố ngồi đây ăn nữa. Rồi. Sao? Đâm nó. Thôi tha nó nhá. Để bố đánh nó nhá. Bố đâu đánh nó. Không đánh nữa à? Sao đâu bảo nó nhìn đậu. Sao? Để bố đâm nó. Sợ nó cắn á. Cắn bố á. À, cắn bố à. Rồi thì bố ở đây nhá, cho đỡ cắn nhá.